con xin chào. Ơn gì? Thưa cha, con xin chào cha. Con được ơn, con được rất nhiều ơn của hàng xóm thương xót ạ. Nhưng mà hôm nay con đến đây thì con xin kể hai ơn trọng đại mà cả một đời con không bao giờ quên được ạ. Là con gái của con sinh năm 1992 ạ, cháu bị bíu ở trong vú ạ. Thưa cha, là hai cái bíu. Thì con đi lên nhà thương ông bíu thì người ta nói là bây giờ bị bíu khổng lồ rồi, là phải cắt đi một cái. Còn một cái là phải để theo dõi, sợ nó ra u ác, không thể nào cắt được. Thế thì con sợ lắm, con không biết làm sao được. Thì con, người ta nói có 6 tháng thì tái khám một lần. Thì con đi 4 cái 6 tháng, 4 cái tái khám lần rồi. Thì đến cái lần thứ 5 ấy, thì người ta nói quyết định mổ. Thì con cũng đồng ý mổ. Nhưng mà khi lên đến bàn mổ thì người ta nói là em bé nó yếu sức quá, thì bây giờ chị cho cháu về. Nhưng khi nào mà cháu nó khỏe lên đã, rồi với mổ được không bất sức lắm. Thế thì còn 5 lần đó thì con đều đến giáo điểm Thiên Mừng. Hồi đó cha còn ở trên Sài Gòn đó cha. Cha còn ở Chí Hòa. Dạ, con đến đó. Thì lần nào con cũng đưa con gái con bên này, con chỉ biết thính tháp vào Chúa. Con xin Chúa cho cái bíu đó chuyển qua cho con để con chịu đựng. Chứ vì con là con gái rất là một đời. Dạ. Thế là đến cái lần thứ 6 là con đã chuẩn bị cho cháu đi lên mổ. Thế thì vào siêu âm, họ siêu âm kỹ lắm. Xong họ nói là cái này thì tôi không biết là chị cho cháu ăn uống cái gì cũng không biết, nhưng mà bây giờ cái bíu nó mất tiêu rồi. Bây giờ chị cứ về đi và mai mốt nó không phải đi tái khám nữa. Và cháu có gia đình thì cứ vẫn cho nó bú bình thường, cho em bé bú bình thường. Thưa cha, cảm ơn thứ hai. Hallelujah. Con gái của chị tên gì? À, Lê Thị An ạ, Maria Lê Thị An ạ. Dạ, cháu sinh năm 92 đó. Dạ, năm nay 6 tuổi. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Còn đó là một đứa con gái của chị, còn ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là cha chồng con là du xe Lê Văn Hồng ạ. Nhà con là bổ đạo mới. Thì khi nhà con bị cái bíu nó lên ở đầu gối, thì mới đầu nó chỉ bé bằng cái đầu ngón tay thôi. Thế là khoảng cứ mỗi năm nó một to dần cho đến 7-8 năm thì nó bằng nắm tay rất là to. Thì con mới đưa nhà con đi khám ở cách nhà con 5 cây số. Thì bác sĩ nói là cái này là bíu da thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà phải cắt. Nếu mà không cắt đó, thì để một ngày nó một to lên, mà nếu cắt đi á, mà phải 3 tháng không có được đi lại thì nó mới mau lành vết thương. Thế là con sợ là con không có dám đi cắt, con cứ để nó chịu đựng. Thế thì cứ chiều nào cứ 3 giờ là con đến nhà thờ giáo xứ con làm việc trong xóm. Thì tự nhiên hôm với nhà con bảo là thôi vậy mai tôi đi với bà đi làm việc trong xóm luôn. Con không tin là như vậy, nhưng mà nhà con đi thật. Thế là nhà con đi chung với con thì cứ mỗi người một chiếc xe đạp cách nhà thờ 3 cây số. Nhà con đi một lần đầu thì lần thứ hai thì nhà con đi trước con, cứ 2 rưỡi nhà con đi. Còn con hết 20 phút con mới đi. Thì khoảng 2 tháng sau tự nhiên nhà con nói là má ơi, tự nhiên là sao mà cái bíu nó mất tiêu rồi. Thế con không khi nào con tin là như thế. Cái bíu nó không thể nào mất được. Con nhìn con mất là chứ con mừng quá. Con hỏi là thế thì nó mất từ bao giờ. Thì nhà con nói không biết. Không biết nó mất từ lúc nào nữa. Thế còn nhà con nó khoe với ông bác sĩ đó. Nhà con mất cái bíu như vậy. Thì ông nói là bà nói lạ quá à. Cái bíu da mà bà bảo nó tiêu đi đâu. Da bíu thịt thì nó tiêu thì cái tim. Cái bíu da không bao giờ tiêu được. Bây giờ bà đưa ông ra đây. Nếu mà cái không có vết mổ vết thương thì bà cá bao nhiêu tôi cũng chịu. Thế còn về con nói thì chồng con nói là không cần đến chỗ đó. Thế người đang tin thì thôi, nhà con không có đi ạ. Thì cha hết ạ. Hallelujah. Để tặng cho vợ chồng chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa chuyên xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa kỷ niệm 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima.